Chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với một video mới trên XT Mobile. Có thể nói những ngày vừa qua là những ngày khiến cho rất nhiều người sử dụng những chiếc iPhone 13 Pro và 13 Pro Max hoang mang khi mà một loạt những chiếc iPhone 13 Pro, 13 Pro Max sau khi lên phiên bản cập nhật mới thì lập tức xảy ra những cái tình trạng như là bị sọc màn hình, sau đó dẫn đến việc là bị hư màn hình luôn, buộc người dùng phải đem những cái chiếc điện thoại của mình đến những cái đại lý sửa chữa để có thể là sửa chữa cũng như thay thế màn hình của những chiếc iPhone 13 Pro hay 13 Pro Max này. Tuy nhiên thì khác với iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max thì bộ đôi iPhone 13 mini và iPhone 13 thông thường lại không bị cái tình trạng này. Vậy thì lý do tại sao những chiếc như là iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max mới dính cái hiện tượng này, và lý do cho cái hiện tượng này là như thế nào và cách khắc phục nó ra sao, thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về việc này. Và nếu mà các bạn đang muốn mua cho mình những chiếc iPhone, và đặc biệt là trong thời gian hiện tại khi chúng ta đã cận kề ngày ra mắt của những chiếc iPhone 14 series rồi, thì đây vẫn là một trong những thời điểm mà các bạn nên mua những chiếc iPhone với những phiên bản cũ như là iPhone 11 series, iPhone 12 hay là 13 series. Đường link mua hàng mình sẽ để ở phần mô tả của video. Còn bây giờ chúng ta hãy bắt đầu vào video thôi. Xin lỗi các bạn một tí, thì do là hơi gấp một tí cho nên là mình không thể mượn được một chiếc iPhone 13 Pro hay là iPhone 13 Pro Max ngay thời điểm hiện tại, mà mình chỉ có một chiếc iPhone 13 thôi. Tuy nhiên thì nó vẫn sẽ có liên quan trong cái video ngày hôm nay. Đó là trong những ngày vừa qua đã có rất là nhiều những cái báo cáo liên quan đến việc những chiếc iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max sau khi lên phiên bản cập nhật mới nhất của nhà Apple thì đã lăn đùng ra bị sọc màn hình cũng như là bị hư hỏng màn hình này nọ. Đây là một cái điểm mà có rất nhiều những các bạn fan Samsung ở ngoài kia đang cười phơ phớ, bởi vì đó ai cũng nói đến sọc màn hình là phải nói đến Samsung này nọ, bây giờ thì iPhone cũng bị sọc màn hình rồi thì Samsung đâu rồi đó. Nhưng mà nói chung thì vui vui vậy một tiếng mà thôi, nhưng mà đây cũng là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng khiến cho việc mà các bạn sử dụng những chiếc iPhone 13 Pro, 13 Pro Max phải hoang mang, bởi vì không biết là các bạn có nên lên cái phiên bản cập nhật mới hay không, và liệu rằng cái phiên bản cập nhật mới này nó có gây ảnh hưởng gì đối với cái màn hình cũng như là những cái linh kiện bên trong hay không. Có thể là việc mà các bạn nghe đến việc là iPhone bị sọc màn hình, sau đó bị hư hỏng màn hình dẫn tới việc là chúng ta phải sửa chữa hoặc là thay thế những cái linh kiện, thì nó hơi có vẻ như là còn lạ lạ so với lại những người dùng iPhone. Tuy nhiên thì việc này cũng đã xảy ra trên những chiếc điện thoại khác cũng như là trên những sản phẩm khác của nhà Apple rồi. Ví dụ như trước đây thì chúng ta cũng đã có những chiếc MacBook, cũng đã có những chiếc iPad bị cái tình trạng này rồi. Và nếu mà các bạn biết thì đó, như lúc nãy mình có nói, ngoài những chiếc iPhone ra thì chúng ta còn có rất nhiều những chiếc điện thoại khác cũng đã từng bị cái hiện tượng này rồi. Và hiện tượng này nó đến từ gì? Nó không phải đến từ phần mềm nữa các bạn, nó cũng không phải đến từ cái màn hình đâu, mà nó đến từ cái nhiệt độ phía bên trong của cái chiếc điện thoại của chúng ta. Rất có thể thì trước đây các bạn cũng đã từng nghe đến những cái thiết bị của nhà Apple bị quá nhiệt rồi. Ví dụ như chúng ta có những chiếc MacBook nè, chúng ta có một vài những chiếc iPad cũng đã từng có tình trạng là bị quá nhiệt, khiến cho một vài những cái linh kiện phía bên trong của cái chiếc điện thoại của chúng ta bị hư hỏng. Đây là một điểm mà gần như là các bạn sẽ rất là dễ gặp trên rất là nhiều những cái thiết bị công nghệ, đặc biệt là những chiếc điện thoại. Và ngoài ra thì trước đây các bạn cũng biết rằng chúng ta đã có rất nhiều những cái cuộc lùm xùm cũng như là scandal này nọ về việc quá nhiệt trên những chiếc điện thoại. Ví dụ như ngày xưa các bạn sẽ có chiếc Qualcomm Snapdragon 810 này, khiến cho rất là nhiều những cái chiếc máy bị đột tử do quá nhiệt, như là Sony Z4 rồi những chiếc điện thoại khác, hoặc là thậm chí đơn cử với rất là nhiều những cái chiếc máy của nhà LG cũng bị đột tử do quá nhiệt này nọ, hoặc thậm chí là nặng nhất là chúng ta cũng có chiếc Samsung Galaxy Note 7 từng bị quá nhiệt trên viên pin khi mà chúng ta cắm sạc, sau đó là nó nổ thiết bị luôn. Và đó là một trong những scandal lớn nhất của nhà Samsung. Và thật sự thì với những cái việc mà bị quá nhiệt như thế này khiến cho màn hình hay là một số những cái linh kiện phía bên trong bị ảnh hưởng cũng là một điều thường thấy. Tuy nhiên thì có một điểm mà chúng ta có thể nói là các bạn sẽ thắc mắc khá là nhiều, đó chính là tại sao cùng là những chiếc iPhone 13 series nhưng iPhone 13 như thế này hoặc là iPhone 13 mini lại không bị, mà chỉ có những chiếc iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max mới bị. Đây sẽ là liên quan đến việc là màn hình, chất lượng màn hình ở trên những chiếc iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max, và đặc biệt là chúng ta có cái ProMotion 120Hz. Thật sự thì nếu mà nói đến chất lượng màn hình của những chiếc iPhone thì các bạn không cần phải lo lắng, bởi vì iPhone họ luôn luôn có những cái chất lượng build cũng như là chất lượng về phần cứng linh kiện rất là tốt. Tuy nhiên thì cách đây không lâu chúng ta đã có những cái tin tức về việc là nhà sản xuất màn hình của Apple, đơn cử là nhà sản xuất của những chiếc màn hình cho dòng iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max đã ăn gian lận cũng như là tạo nên những cái chiếc màn hình không đủ tiêu chuẩn và đem giao cho Apple. Sau đó thì Apple sau khi mà phát hiện ra thì cũng đã cắt đứt quan hệ cũng như là không tiếp tục sử dụng những cái màn hình của nhà sản xuất này nữa. Tuy nhiên thì vẫn còn đó rất là nhiều những cái sản phẩm thuộc cái lô mà đã sử dụng cái màn hình của nhà sản xuất này, khiến cho việc là chúng ta có một chất lượng về phần cứng, về phần màn hình không được tốt như là những chiếc điện thoại iPhone 13 series khác. Cho nên đây là một trong những cái điểm mà mình nghĩ rằng đã khiến cho những chiếc iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max bị hỏng màn hình. Thật ra thì khi mà chúng ta sử dụng cập nhật những cái phần mềm lên thì có thể là xung nhịp cũng như là những cái sức mạnh phía bên trong của cái vi xử lý hoặc là những cái linh kiện phía bên trong của Apple được đẩy lên cao và khiến cho nhiệt độ của những cái chiếc điện thoại này bị đẩy cao, khiến cho những cái màn hình không có chất lượng đủ tốt để có thể là gánh được cái nhiệt độ này sẽ bị hỏng ngay lập tức. Vậy thì cách khắc phục sẽ là như thế nào? Thật ra thì đối với những ai mà các bạn đã bị cái tình trạng này thì chúng ta không thể nào mà có những cái cách khắc phục đơn giản được, mà chúng ta bắt buộc phải đem chiếc điện thoại của mình ra đại lý, ra những cái đại lý ủy quyền để có thể sửa chữa và thay thế màn hình. Đây là gần như là một điểm bắt buộc rồi, không thể nào mà giúp được gì nữa. Tuy nhiên thì vẫn còn đó một cái tin vui dành cho những bạn nào mà sử dụng những chiếc iPhone 13 Pro, 13 Pro Max bị dính cái hiện tượng như thế này. Đó chính là nếu mà các bạn mua những cái chiếc điện thoại thuộc dòng chính hãng VNA thì khi mà các bạn sử dụng những chiếc iPhone 13 Pro, 13 Pro Max như thế thì cấp chúng ta vẫn còn trong chế độ bảo hành của nhà Apple. Vì vậy rất là dễ trong việc là các bạn có thể đi bảo hành cái màn hình của mình khi mà nó gặp sự cố. Đây là một trong những điểm có thể nói là điểm mạnh khi mà chúng ta mua những chiếc điện thoại thuộc dạng là VNA chính hãng tại Việt Nam, bởi vì những cái hậu mãi cũng như là những cái chế độ bảo hành này nọ sẽ tốt hơn rất là nhiều so với những thiết bị xách tay. Còn đối với những bạn mà các bạn mua hàng xách tay thì mình nghĩ rằng việc mà chúng ta có thể bảo hành được này nọ cũng vẫn có thể, chúng ta có thể bảo hành được, nhưng mà nó sẽ hơi khó khăn hơn so với là những cái bạn mà mua những chiếc điện thoại thuộc dạng là chính hãng hàng VNA này nọ. Cho nên là nếu mà chúng ta có tiền thì khi mà các bạn muốn mua cho mình những cái sản phẩm của nhà Apple, nhất là những chiếc iPhone này nọ, thì các bạn nên mua cho mình những thiết bị chính hãng VNA để chúng ta có những cái chế độ bảo hành tốt nhất, những cái chế độ hậu mãi tốt nhất về sau. Ví dụ như các bạn gặp những cái tình trạng như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng chúng ta đưa đến những cái trung tâm bảo hành, những cái đại lý ủy quyền để các bạn có thể sửa chữa và thay thế một cách dễ dàng và tốt nhất, giúp chúng ta có những cái trải nghiệm tốt hơn khi mà các bạn đem bảo hành sản phẩm. Và như lúc nãy thì mình cũng đã nói, nếu mà các bạn muốn mua những chiếc điện thoại đến từ nhà Apple, ví dụ như những chiếc iPhone 12, 13 series hay là những chiếc iPhone 11 series này nọ, hoặc thậm chí là sắp tới chúng ta có những chiếc iPhone 14 series thì các bạn có thể đến với XT Mobile. Hiện tại XT Mobile đang bán rất là nhiều những sản phẩm thuộc dòng hàng chính hãng VNA của Apple để các bạn có thể dễ dàng mà lựa chọn. Các bạn có thể mua những chiếc như là iPhone 11, iPhone 12 hay iPhone 13 gì đó, hàng VNA chính hãng 100%. Đường link mua hàng thì mình sẽ để ở phần mô tả của video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một video khác.